Và những hình ảnh sau đây có thể sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc trong bữa tối nay của quý vị. Xin quý vị cân nhắc khi theo dõi. Bởi tại Hà Nam, cả một con mương đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi vô số xác lợn chết. Theo ghi nhận của phóng viên thì có hàng trăm con lợn chết được vứt ngay ở khu dân cư, từ con to hàng tạ cho đến lợn con. Từ lợn chết mới vứt cho đến những con đang trong thời kỳ phân hủy, đã bốc mùi hôi thối. Cả một con mương dài đã bị rác và hàng trăm bao tải chứa xác lợn bịt kín. Người dân cho biết hàng ngày trung bình có từ 50 đến 60 con lợn chết bị vứt ra đây. Ngày cao điểm có thể lên đến hàng trăm con. Số lợn chết này là do những hộ chăn nuôi trong xã vứt bỏ và một số là từ địa phương khác chảy về theo dòng nước. Trong một khuôn viên ngắn như thế này, theo ghi nhận của phóng viên cũng đã đến hàng chục con lợn chết được vứt ra tràn lan bên khu dân cư. Đây nữa này, lợn chết vứt tràn lan. Đây cũng lợn. Đây là một trong những điểm chôn lấp và rác trên địa bàn xã. Tuy nhiên chỉ bằng những vật thô sơ như thế này cũng có thể là gạt lên và những con lợn chết đã phân hủy và đang được chôn lấp một cách thô sơ như thế này.